Cuốn 5 chương 8 giải thích Maha Tát Đoà kinh. Maha Tát Đoà luận: Hỏi sao gọi là Maha Tát Đoà? Đáp: Maha là đại, Tát Đoà là chúng sanh, hoặc gọi là dũng tâm, vì tâm người này làm được việc lớn, vì tâm đại dũng mãnh, không thối không lui nên gọi là Maha Tát Đoà. Lại nữa, là người đứng đầu bậc nhất trong nhiều chúng sanh nên gọi là Maha Tát Đoà. Lại nữa, ở giữa nhiều chúng sanh khởi tâm đại từ đại bi, thành lập đại thừa, thực hành đại đạo, được ở chỗ tối đại nên gọi là Maha Tát Đoà. Lại nữa, thành tựu các tướng của bậc đại nhân nên gọi là Maha Tát Đoà. Tướng Maha Tát Đoà như trong bài kệ tán Phật nói: Duy một mình Phật là đệ nhất, là cha mẹ ba cõi, là nhất thiết trí, ở trong tất cả không ai bằng, cúi lại Thế Tôn, đấng hy hữu, phàm nhân thi ân vì lợi mình, đem của bố thí cầu quả báo, Phật đại nhân từ không việc ấy, lại cả người oán thân thương ghét. Lại nữa, vì có thể thuyết pháp phá trừ các phiền não, đại tà kiến, đại ái mạn, đại ngã tâm cho mình và hết thảy chúng sanh nên gọi là Maha Tát Đoà. Lại nữa, chúng sanh mênh mông như biển cả, không đầu không giữa không cuối, dù có vị toán sư minh trí trải qua vô lượng năm tính toán cũng không thể tính hết. Như Phật dạy Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: Ví như tất cả thế giới trong mười phương cho đến biên tế của hư không hợp lại thành một dòng nước, khiến cho vô số vô lượng chúng sanh chung nhau cầm một sợi tóc, lấy một giọt nước đem đi, lại có vô lượng vô số chúng sanh cũng chung nhau cầm một sợi tóc, lấy một giọt nước đem đi, cứ như vậy làm cho dòng nước kia hết sạch không còn, thì số chúng sanh vẫn không tính hết. Với số chúng sanh vô biên vô lượng không đếm, không thể đếm, không thể tư nghĩ ấy mà hãy cứu vớt hết, làm cho xa lìa khổ não, đặt vào trong chỗ thật vui vô vi an ổn, vì có đại tâm muốn độ nhiều chúng sanh ấy nên gọi là Maha Tát Đoà. Như trong kinh Bất Khả Tư Nghĩ, Yêu Bà Diêu Xá Na nói với Bồ Tát Tu Đạt Na rằng: Các hàng Bồ Tát Maha Tát không vì độ một người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không phải vì hai ba cho đến mười người, cũng không phải vì trăm ngàn vạn, mười vạn, trăm vạn, một ức, mười trăm ngàn vạn cho đến ức ức, cũng không phải vì a do tha ức chúng sanh mà phát tâm, không phải vì na do tha, không phải vì a già đà chúng sanh, cũng không phải chỉ vì tần ba la, ca ca la, a ca la, bệ bà la, ma bà la, ba đà, đa bà, tỳ bà ha, bố ma, niệm ma, a bà ca, ma già bà, tỳ la già, tăng già ma, tỳ tắc la, vị diêm bà, tỳ xà ca, tỳ lô hà, tỳ bà đế, tỳ ca đa, đâu la, a bà la na, tha bà la, tỳ bà na bà, miệu tã, độ na già tã, hê ba la, tỳ bà la, tát giá đa, a bà xà đài, tỳ thi đà, nê bà la, hê lê phù đà, ba ma đà dạ, tỳ sơ bà, a nê phù đà, a nê tá tã, hê vân ca, độ ư ca, a lô na, ma lô đà, xoa dạ, ô la đà, mà thù dạ ma, ta ma đà, tí ma đà, ba ma đà, a mãn đà la, bà mãn đa la, thi bà la đa, hê la, vi la, đề la, chi la, xí la, thi la, tư la, ba la, di la, bà la la, mê lâu, xí lô, ma đổ la, tam mâu la, a bà dạ, kiến ma la, ma ma la, a đạt đa, hê lâu, tí lô bà, ca la bà, a bà bạt, tì bà bạt, bà, a la bà, ta bà la, mê la, phủ la, ma giá la, đà ma la, bà ma đà, ni giả ma, a bạt đa, nê đẻ xá, a xóa dạ, tam phủ đà, bà ma ma, a bà đà, âu bà la, ba đầu ma, tăng khư giả đề, âu ba giả na, a tăng kỳ, a tăng kỳ, a tăng kỳ, vô lượng, vô lượng, vô lượng, vô biên, vô biên, vô biên, vô đẳng, vô đẳng, vô đẳng, vô số, vô số, vô số, bất khả kế, bất khả kế, bất khả kế, bất khả tư nghỉ, bất khả tư nghỉ, bất khả tư nghỉ, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, cũng không phải vì số chúng sanh nhiều như vi trần của một quốc độ mà phát tâm, cũng không phải vì hai ba đến mười trăm ngàn vạn ức a do tha, a na do tha, cho đến vì số chúng sanh nhiều như vi trần của bất khả thuyết quốc độ mà phát tâm,
không phải vì số chúng sanh nhiều như vi trần của một cõi Diêm Phù Đề mà phát tâm, không phải vì số chúng sanh nhiều như vi trần của cõi Câu Đà Ni Uất Đát La Việt Phất Bà Đề mà phát tâm, không phải vì số chúng sanh nhiều như vi trần của tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới mà phát tâm, không phải vì số chúng của 23 đến 100 ngàn vạn ức A Do Tha cho đến bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm, không phải vì cúng dường cung cấp cho một đức Phật mà phát tâm, cho đến không phải vì cúng dường cung cấp cho bất khả thuyết các đức Phật mà phát tâm, không phải vì cúng dường cung cấp cho các đức Phật số nhiều như vi trần của một quốc độ mà phát tâm, cho đến không phải vì cúng dường cung cấp cho các đức Phật số nhiều như vi trần của bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm, không phải làm thanh tịnh một Phật độ mà phát tâm, cho đến không phải vì làm thanh tịnh Phật độ nhiều như số vi trần của bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm, không phải vì thọ trì pháp của một đức Phật mà phát tâm, cho đến không phải vì thọ trì pháp của các đức Phật số nhiều như vi trần của bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm, không phải vì làm cho Phật chủng của trong một tam thiên đại thiên thế giới không bị dứt mà phát tâm, cho đến không phải vì làm cho Phật chủng của trong tam thiên đại thiên thế giới số nhiều như vi trần của bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới không bị dứt mà phát tâm, không phải vì phân biệt biết đại nguyện của một đức Phật mà phát tâm, cho đến không phải vì phân biệt biết đại nguyện của các đức Phật nhiều như số vi trần của bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm, không phải vì trang nghiêm một Phật độ mà phát tâm, cho đến không phải vì trang nghiêm Phật độ nhiều như số vi trần của bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm, không phải vì phân biệt biết chúng hội đệ tử của một đức Phật mà phát tâm, cho đến không phải vì phân biệt biết chúng hội đệ tử của các đức Phật số nhiều như vi trần của bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm, không phải vì giữ gìn pháp luân của một đức Phật mà phát tâm, cho đến không phải vì giữ gìn pháp luân của các đức Phật số nhiều như vi trần của bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm, không phải vì biết các tâm của một người, không phải vì biết các căn của một người, không phải vì biết các kiếp thứ lớp tương tục của trong một tam thiên đại thiên thế giới, không phải vì phân biệt giữa các phiền não của một người mà phát tâm, cho đến không phải vì phân biệt giữa các phiền não của nhiều người như số vi trần của bất khả thuyết tam thiên đại thiên thế giới mà phát tâm. Các Bồ Tát Ma Ha Tát ấy nguyện rằng giáo hóa hết thảy mười phương chúng sanh, cúng dường cung cấp hết thảy mười phương chư Phật, nguyện làm cho hết thảy mười phương Phật độ được thanh tịnh, tâm kiên cố thọ trì hết thảy pháp của mười phương chư Phật, phân biệt biết hết thảy các Phật độ, biết chúng đệ tử của hết thảy chư Phật, phân biệt các tâm của hết thảy chúng sanh, biết đoạn các phiền não cho hết thảy chúng sanh, biết hết các căn của hết thảy chúng sanh. Vì các nguyện ấy, các Bồ Tát phát tâm cầu trú trong vô thượng chánh đẳng chánh giác, như vậy vân vân, lấy mười môn làm đầu cho đến trăm ngàn vạn ức A Tăng Kỳ môn, đó là môn đạo pháp Bồ Tát phải biết phải vào. Thật đạo của các Bồ Tát lược nói như vậy, hết thảy các pháp đều vào đều biết, vì trí tuệ mà biết vậy, vì hết thảy Phật độ ở trong Bồ Tát đạo mà trang nghiêm vậy. Âu Xá Na nói, thiện nam tử, tôi nguyện như vậy. Từ khi có thế giới đến nay, hết thảy chúng sinh đều thanh tịnh, hết thảy phiền não đều đoạn trừ. Tu Đạt Na nói, ấy là giải thoát gì? Âu Xá Na đáp, ấy là vô ưu an ổn tràng. Tôi chỉ biết được một môn giải thoát ấy, không biết các Bồ Tát có đại tâm như biển cả, hết thảy các Phật pháp đều hay chỉ thọ, tâm các Bồ Tát bất động như núi Tu Di, các Bồ Tát như vị dược vương hay trừ hết thảy các phiền não, các Bồ Tát như mặt trời hay trừ hết thảy tối tăm, các Bồ Tát như đất hay hàm chứa tất cả chúng sanh, các Bồ Tát như gió hay lợi ích tất cả chúng sanh, các Bồ Tát như lửa hay đốt tất cả phiền não của ngoại đạo, các Bồ Tát như mây hay mưa xuống nước pháp, các Bồ Tát như mặt trăng phước đức sáng suốt soi khắp tất cả, các Bồ Tát như thích đẻ hoài nhân thủ hộ hết thảy chúng sanh. Ấy là đạo pháp của Bồ Tát sâu xa, tôi làm sao biết hết được. Do vì các Bồ Tát phát nguyện lớn, muốn được sự lớn, muốn đến chỗ lớn nên gọi là Maha Tát Đoà. Lại nữa, tướng Maha Tát Đoà trong kinh Bát Nhã Ba La Mật ấy, Phật tự nói tướng như vậy là tướng Maha Tát Đoà. Các đệ tử Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, vân vân, mỗi vị đều nói, phẩm kia ở trong đây có nói rộng. Chương 9 giải thích Bồ Tát công đức kinh đều được Đà La Ni và các tam muội thực hành không vô tướng, vô tác,
đã được đẳng nhẫn. Luận hỏi: vì sao lấy ba việc ấy mà lần lượt tán thán Bồ Tát Mahātát? Đáp: vì muốn nêu thật công đức của các Bồ Tát, đáng tán thán thì tán thán, đáng tin thì tin. Vì chúng sanh không thể tin được pháp thanh tịnh sâu xa, nên lấy ba việc ấy tán thán Bồ Tát. Lại nữa, trước mới nói danh tự Bồ Tát Mahātát, nên nói vì được Đà La Ni, Tam Muội và các công đức nhẫn vân vân, nên gọi là Bồ Tát Mahātát. Hỏi: đã biết nghĩa thứ lớp, vậy sao gọi là Đà La Ni? Thế nào là Đà La Ni? Đáp: Đà La Ni Hán văn là năng trì hoặc năng già. Năng trì là nhóm các thiện pháp giữ gìn không tán không mất, vì như độ hoàn hảo đựng nước, nước không thấm chảy. Năng già là tâm ác bất thiện can sanh, hay ngăn làm cho không sanh. Nếu muốn làm tội ác giữ không cho làm, ấy gọi là Đà La Ni. Đà La Ni ấy hoặc tương ưng với tâm, hoặc không tương ưng với tâm, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, vô sắc vô đối, không thấy một trì một nhập, một ấm nhiếp, pháp trì pháp nhập hành ấm, chín trí trì trừ tận trí, một thức thức một ý thức, trong pháp A Tỳ Đàm giảng nghĩa của Đà La Ni. Lại nữa, vị Bồ Tát được Đà La Ni thì đối với hết thảy pháp đã được nghe do niệm lực giữ gìn không mất. Lại nữa, pháp Đà La Ni ấy thường đuổi theo Bồ Tát như bệnh sốt rét cách nhật. Pháp Đà La Ni ấy không rời Bồ Tát như bị quỷ bám. Pháp Đà La Ni ấy thường thuận theo Bồ Tát như luật nghi thiện bất thiện. Pháp Đà La Ni ấy giữ gìn Bồ Tát không để rơi xuống hố nhị địa như cha lành thương con, con sắp rơi xuống hố giữ lại không để rơi. Lại nữa, Bồ Tát nhờ được lực Đà La Ni mà hết thảy ma vương, ma dân, ma nhân không thể làm lay động, không thể phá, không thể hơn như núi Tu Di, miệng người phàm thổi không thể lay động. Hỏi: pháp Đà La Ni ấy có mấy thứ? Đáp: pháp Đà La Ni ấy rất nhiều, có phan trì Đà La Ni. Người được Đà La Ni này, hết thảy các pháp ngữ ngôn tai đã được nghe đều không quên mất. Lại có phân biệt trí Đà La Ni, người được Đà La Ni này phân biệt hết các chúng sanh, các pháp lớn nhỏ tốt xấu, như cạn nói các voi ngựa vàng, cây đá y phục, nam nữ và nước, các thứ bất đồng, các vật tên một quý tiện khác nhau, được tổng trì này phân biệt được hết. Lại có nhập âm thanh Đà La Ni, vị Bồ Tát được Đà La Ni này nghe hết ngữ ngôn âm thanh, không mừng không giận. Nếu hết thảy chúng sanh trải qua kiếp số như các sông Hằng, dùng lời ác mắng nhiếp, tâm Bồ Tát cũng không ghét hận. Hỏi: Bồ Tát chưa sạch các lậu, làm sao có thể nhẫn được các điều ác đó, trải qua kiếp số như các sông Hằng? Đáp: đã nói trước kia rằng được lực Đà La Ni này nên có thể như thế. Lại nữa, vì Bồ Tát tuy chưa sạch hết lậu, song đại trí lợi căn có thể tư duy trừ khử tâm sân hận, suy nghĩ rằng nếu như căn không đến bền tiếng thì tiếng ác dính vào đâu, lại như tiếng mắng nghe liền bay qua, nếu không phân biệt thì ai sẽ giận. Phàm phu vì tâm trước tự ngã phân biệt phải trái mới sanh sân hận. Lại nữa, nếu người biết được rằng ngữ ngôn vừa sanh liền diệt, trước sau không cùng thời, thời sẽ không sân hận, cũng biết các pháp bên trong vô chủ, ai mắng ai sân, hoặc có người nghe tiếng lạ của địa phương khác để bảo là tốt, kia bảo là xấu, tốt xấu không nhất định, nên tuy mắng vẫn không sân, hoặc có người biết tiếng nói là vô định, thời không giận không mừng. Như người thân ái mà mắng, tuy mắng không giận, không thân ái mà nói lời dữ nghe thì sanh giận. Cũng như khi đi gặp gió mưa thì vào nhà hoặc cầm dù, khi đi gặp đất có gai thì mang giày dép, lạnh quá thì đốt lửa, lúc nóng thì tìm nước. Những hoạn nạn như thế chỉ đi tìm cách ngăn che chứ không sân hận. Đối với các việc hung ác mắng chửi cũng như vậy, chỉ dùng từ bi ngăn dứt các ác đó chứ không sanh tâm giận. Lại nữa, Bồ Tát biết các pháp là bất sanh bất diệt, tánh nó đều không. Nếu gặp người sân hận mắng nhiếc hoặc đánh hoặc giết đều như mộng như biến hóa, thì còn ai giận ai mắng? Lại nữa, nếu có người như chúng sanh trong hằng hà sa kiếp tán thán cúng dường y thực ngoạ cụ y dược hoa hương anh lạc, tâm của vị Bồ Tát đắc nhẫn vẫn không lay động, không mừng không đắm. Hỏi: đã biết các nhân duyên khiến các Bồ Tát không sân hận, nhưng chưa biết tại sao khi thật sự tán thán công đức mà vẫn không vui mừng. Đáp: biết các thứ cúng dường cung kính đều là vô thường, nay vì có nhân duyên nên đến tán thán cúng dường, sau lại có nhân duyên khác thì lại sân hận hoặc đánh hoặc giết, vì thế nên được tán thán mà không mừng. Lại nữa, do vì ta có công đức trí tuệ nên đến tán thán cúng dường, đó là tán thán công đức chứ đâu phải tán thán ta, ta vì sao mà mừng. Lại nữa, người ấy vì cầu quả báo nên ở nơi ta, tạo nhân duyên cúng dường ta để làm công đức,
cũng như người vì gieo lúa mà tưới tẩm sửa sang, đất cũng không mừng. Lại nữa, nếu người cúng dường ta, ta nếu vui mừng thọ nhận thì phước ta mỏng đi mà phước người kia cũng ít, cho nên không mừng. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy pháp như mộng, như tiếng vang vậy, có ai khen, ai mừng. Ta chưa được thoát khỏi ba cõi, các lậu chưa dứt sạch, chưa được Phật đạo, tại sao được tán thán mà mừng? Nếu đáng mừng thì chỉ có một mình Phật. Vì sao? Vì đã đầy đủ hết thảy công đức. Thế nên Bồ Tát khi được tán thán cúng dường cung cấp, tâm không sanh mừng. Các tướng như thế gọi là nhập âm thanh Đà La Ni. Lại có danh tịch diệt Đà La Ni, vô biên chuyển Đà La Ni, tùy địa quán Đà La Ni, oai đức Đà La Ni, hoa nghiêm Đà La Ni, tịnh âm Đà La Ni, hư không tạng Đà La Ni, hải tạng Đà La Ni, phân biệt chư pháp địa Đà La Ni, minh chư pháp nghĩa Đà La Ni. Lược nói 500 Đà La Ni môn như vậy, nếu nói rộng thời có vô được, do vậy nên nói các Bồ Tát đều được Đà La Ni. Các tam muội là ba tam muội không, vô tác, vô tướng. Có người nói quán năm uẩn vô ngã, vô ngã sở, ấy gọi là không. Chú ở không tam muội ấy, không vì đời sau mà khởi ba độc, ấy gọi là vô tác. Duyên pháp lìa 10 tướng là năm trần, nam nữ, sanh trụ diệt, ấy gọi là vô tướng. Có người nói chú trong tam muội ấy thì biết được thật tướng của tất cả pháp là tất cả không, ấy gọi là không tam muội. Biết không ấy rồi không làm. Thế nào là không làm? Là không xem các pháp, hoặc không, hoặc bất không, hoặc có, hoặc không, vân vân, như bài kệ Phật thuyết trong kinh Pháp Cú. Thế có thời sợ hãi, thấy không cũng sợ hãi, cho nên không trước có và cũng không trước không, ấy gọi là vô tướng tam muội. Thế gọi là vô, thế nào gọi là vô tướng tam muội? Hết thảy pháp không có tướng, hết thảy pháp không thọ không trước, ấy gọi là vô tướng tam muội. Như kệ nói, ngôn ngữ đã lặng, tâm hành cũng diệt, bất sinh bất diệt như tướng niết bàn. Lại nữa, 18 không, ấy gọi là không tam muội. Trong các thứ hữu, sanh hữu, bản hữu, tử hữu, trùng hữu, nghiệp hữu, tâm không cầu, ấy gọi là vô tác tam muội. Hết thảy các pháp tướng phá hoại không nhớ nghĩ, ấy gọi là vô tướng tam muội. Hỏi, có nhiều thứ pháp thiền định, sao chỉ nói riêng ba tam muội này? Đáp, vì ở trong ba tam muội ấy mà tư duy là gần với niết bàn, khiến tâm người không cao không hạ, bình đẳng bất động, các định khác không được như vậy. Vì thế, nói riêng ba tam muội trong các định khác, hoặc tâm ái nhiều, hoặc mạn nhiều, hoặc kiến nhiều. Còn trong ba tam muội ấy, có nghĩa thật lợi bậc nhất là cửa ngõ được niết bàn. Vì thế, trong các pháp thiền định, lấy ba pháp định ấy làm ba cửa giải thoát, cũng gọi là ba tam muội. Ba tam muội ấy thật là tam muội, các định khác cũng được gọi là định. Lại nữa, trừ bốn thiền căn bản, từ vị đáo địa trở lên cho đến hữu định gọi là định, cũng gọi là tam muội, chẳng phải là thiền. Bốn thiền cũng gọi là định, cũng gọi là thiền, cũng gọi là tam muội. Các định khác cũng gọi là định, cũng gọi là tam muội, như các pháp định, bốn vô lượng tâm, bốn biện tài, sáu thần thông, tám bội xả, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười nhất thiết xứ, vân vân. Lại có người nói hết thảy pháp tam muội có 32 thứ, có người nói 65 thứ, có người nói 500 thứ. Vì pháp đại thừa rất lớn nên có vô lượng tam muội là tam muội biến pháp tánh trang nghiêm, tam muội năng chiếu tất cả pháp trong ba đời, tam muội không phân biệt biết quán cùng để pháp tánh, tam muội vào Phật pháp không đáy, tam muội như hư không chiếu vô để vô biên, tam muội quán hạnh lực của Như Lai, tam muội Phật vô ý trang nghiêm lực tần thân, tam muội xoay chứa muôn pháp tánh, tam muội mặt trang trọng biến khắp hết thảy thế giới không ngăn ngại, tam muội pháp vân quang trang nghiêm cùng khắp. Bồ Tát được vô lượng tam muội như thế. Lại nữa, trong phẩm Maha Diễn của kinh Bát Nhã Ba La Mật được nói thì có 108 tam muội, đầu tiên gọi là tam muội thủ lăng nghiêm cho đến tam muội hư không, không trước không nhiễm. Rộng nói thì có vô lượng tam muội, vì vậy nên nói các Bồ Tát được các tam muội thực hành không vô tướng vô tác. Hỏi, trước nói Bồ Tát được các tam muội, cớ sao nay lại nói thực hành không vô tướng vô tác? Đáp, trước nói tên tam muội, chưa nói tướng tam muội, nên muốn nói tướng, cho nên nói thực hành không vô tác vô tướng. Nếu có người thực hành không vô tướng vô tác, ấy gọi là được thật tướng tam muội. Như kệ nói, nếu giữ giới thanh tịnh gọi thật là tỳ kheo, nếu có thể quán không gọi là thật tam muội, nếu có thể tinh tấn gọi là người hành đạo, nếu có được niết bàn ấy gọi là thật vui. Kinh đã được đẳng nhẫn. Hỏi, thế nào là đẳng, thế nào là nhẫn? Đáp, có hai thứ đẳng,
là chúng sinh đẳng và pháp đẳng. Nhẫn cũng có hai thứ là chúng sanh nhẫn, pháp nhẫn. Thứ nào là chúng sinh đẳng? Đối với tất cả chúng sanh, tâm bình đẳng, niệm bình đẳng, ái bình đẳng, lợi bình đẳng, ấy gọi là chúng sinh đẳng. Hỏi: từ bi lực đối với hết thảy chúng sanh nên niệm bình đẳng, không nên quán bình đẳng. Vì sao? Vì Bồ Tát hành thật đạo không điên đảo, đúng như pháp tướng. Vì sao mà đối với người thiện, người bất thiện, người lớn, người nhỏ và súc sanh mà lại xem một mực bình đẳng? Trong người bất thiện thật có tướng bất thiện, trong người thiện thật có tướng thiện. Người lớn, người nhỏ, người và súc sanh cũng như vậy. Như tướng trâu ở nơi trâu, tướng ngựa ở nơi ngựa. Tướng trâu không ở trong tướng ngựa không ở trong tướng trâu. Vì ngựa không làm trâu, chúng sanh mỗi mỗi có tướng riêng, làm sao một mực quán xem là bình đẳng mà không rơi vào điên đảo? Đáp: nếu tướng thiện, tướng bất thiện là có thật thì Bồ Tát phải rơi vào điên đảo. Vì sao? Vì phá hoại pháp tướng. Nhưng vì các pháp chẳng phải thật tướng thiện, chẳng phải thật tướng bất thiện, chẳng phải tướng nhiều, chẳng phải tướng ít, chẳng phải người, chẳng phải súc sanh, chẳng phải một, chẳng phải khác. Vì lẽ ấy ông vấn nạn không đúng như kệ thuyết về các pháp tướng: bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất nhất bất nhị, bất khứ bất lai. Pháp nhân duyên sanh, dứt các hí luận, phải thuyết như vậy, tôi kính lễ ngài. Lại nữa, đối với hết thảy chúng sanh, không trước các thứ tướng, tướng chúng sanh, tướng không, một mực bình đẳng không khác, quán như vậy, ấy gọi là chúng sanh đẳng. Nếu người ở trong đó tâm bình đẳng không ngăn ngại, thẳng vào không lui, ấy gọi là đẳng nhẫn. Bồ Tát được đẳng nhẫn, thời đối với hết thảy chúng sanh, không giận, không não hạ, như mẹ lành thương con, như kệ nói, quán âm thanh như tiếng vang, thân hành như bóng trong gương. Người quán được như thế, làm sao mà không nhẫn? Ấy gọi là chúng sanh đẳng nhẫn. Thế nào gọi là pháp đẳng nhẫn? Pháp thiện, pháp bất thiện, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, vân vân. Với các pháp như vậy mà vào bất nhị pháp môn, vào thật pháp tướng môn, vào như vậy rồi ở trong đó, khi thâm nhập thật tướng các pháp thì tâm nhẫn mà trực nhập, không tránh, không ngại, ấy gọi là pháp đẳng nhẫn. Như kệ nói, chư pháp bất sanh bất diệt, phi bất sanh bất diệt, cũng bất sanh, phi bất sanh diệt, cũng phi bất sanh diệt, phi phi bất sanh diệt. Đã được giải thoát để khỏi tà kiến gọi là giải thoát, không phi không, không thủ nơi không nên gọi là phi không, vân vân. Thầy đều xào bỏ, diệt các hí luận, được ngôn ngữ rất thâm nhập Phật pháp, tâm thấu suốt không ngại, bất động bất thối, gọi là vô sanh nhẫn. Đó là cửa ban đầu hỗ trợ Phật pháp, vì vậy nói đã được đẳng nhẫn. Kinh: được vô ngại Đà La Ni. Luận: hỏi, trước đã nói các Bồ Tát được Đà La Ni, nay vì sao lại nói được vô ngại Đà La Ni? Đáp: vì vô ngại Đà La Ni là tối đại, như trong tất cả tam muội, tam muội vương, tam muội là tối đại, như vua trong loài người, như vô ngại giải thoát trong các giải thoát. Như vậy trong tất cả Đà La Ni, vô ngại Đà La Ni là lớn, cho nên trùng thuyết. Lại nữa, trước nói các Bồ Tát đã được Đà La Ni, không biết ấy là Đà La Ni gì. Có tiểu Đà La Ni như của Chuyển Luân Thánh Vương, Tiên Nhân, vân vân có được. Có văn trì Đà La Ni, phân biệt chúng sanh Đà La Ni, quy mạng cứu hộ bất xả Đà La Ni. Các tiểu Đà La Ni như vậy, các người khác cũng có được. Còn vô ngại Đà La Ni ấy, hàng ngoại đạo Thanh Văn, Bích Chi Phật, Tân Học Bồ Tát đều không có được. Chỉ các Bồ Tát đủ vô lượng phước đức, trí tuệ, đại lực là có Đà La Ni ấy, cho nên nói riêng. Lại nữa, hàng Bồ Tát ấy tự lợi đã đầy đủ, chỉ muốn lợi tha, thuyết pháp giáo hóa vô tận, tất lấy vô ngại Đà La Ni làm căn bản. Vì thế các Bồ Tát thường thực hành vô ngại Đà La Ni. Kinh: đều được ngũ thông, luận như ý, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm trí, tự biết túc mạng. Thế nào là như ý thông? Như ý thông có ba ý: năng đáo, chuyển biến và thánh như ý. Năng đáo có bốn thứ: một, thần năng phi hành như chim không ngại; hai, rời xa lại gần, không đi qua mà đến; ba, lặn ở đây hiện ở kia; bốn, trong một khoảnh khắc có thể đến được. Chuyển biến là lớn biến làm nhỏ, nhỏ biến làm lớn, một biến thành nhiều, nhiều biến thành một, có thể chuyển biến mọi vật. Hàng ngoại đạo chuyển biến không lâu quá 7 ngày, chư Phật và đệ tử chuyển biến tự tại, không có lâu mau. Thánh như ý là đối với vật bất khả ái bất tịnh của 6 trần bên ngoài có thể quán làm cho nó tịnh, vật khả ái thanh tịnh có thể quán làm cho nó bất tịnh. Thánh như ý ấy chỉ có Phật mới có được. Như ý thông ấy từ trong 4 như ý túc mà ra, như ý túc thông vân vân ấy,
vì duyên theo sắc, thứ lớp phát sanh nên không thể có được trong cùng một lúc. Thế nào là thiên nhãn thông? Với mắt được sắc thanh tịnh tứ đại của sắc giới tạo nên, ấy gọi là thiên nhãn, thấy được chúng sanh và các vật trong lục đạo ở cả tự địa và hạ địa. Các sắc hoặc gần hoặc xa, hoặc thô hoặc tế đều có thể soi thấy. Thiên nhãn ấy có hai thứ: một, do quả báo mà được; hai, do tu mà được. Trong ngũ thông ấy, thiên nhãn thông do tu mà được, không phải do quả báo được. Vì cớ sao? Vì thường nhớ nghĩ các thứ quang minh mà được. Có người nói các hàng Bồ Tát ấy phải được lực vô sanh pháp nhẫn nên không thuộc trong sáu đạo, nhưng chỉ vì giáo hóa chúng sanh mà dùng pháp thân hiện ra trong mười phương ba cõi. Còn các Bồ Tát chưa chứng pháp thân thì thiên nhãn do tu đắc hoặc do báo đắc. Hỏi: công đức của các Bồ Tát ấy hơn A-la-hán Bích Chi Phật, vậy cớ sao lại tán thán thiên nhãn là thứ công đức nhỏ mà phàm phu cũng có, chứ không tán thán tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn của các Bồ Tát? Đáp: có ba loại thiên: một, giả hiệu thiên; hai, sanh thiên; ba, thanh tịnh thiên. Chuyển luân thánh vương, các đại vương khác vân vân, ấy là giả hiệu thiên. Tứ trời tứ thiên vương cho đến trời hữu đỉnh, ấy là sanh thiên. Chư Phật và pháp thân Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán, ấy là thanh tịnh thiên. Thanh tịnh thiên ấy tu được thân nhãn, ấy gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thanh tịnh của pháp thân Bồ Tát, hết thảy ly dục, ngũ thông hàng phàm phu không thể có được. Thành Phật và Bích Chi Phật cũng không có được. Vì cớ sao? Vì tiểu A La Hán, tiểu dụng tâm thì thấy được 1.000 thế giới, đại dụng tâm thì thấy được 2.000 thế giới. Đại A La Hán, tiểu dụng tâm thì thấy 2.000 thế giới, đại dụng tâm thì thấy 3.000 đại thiên thế giới. Bích Chi Phật cũng vậy, ấy gọi là thiên nhãn thông. Thế nào là thiên nhĩ thông? Với tài được sắc thanh tịnh tứ đại của cõi sắc tạo nên, nghe được hết thảy tiếng, tiếng trời, tiếng người, tiếng của ba ác đạo. Thế nào là được thiên nhĩ thông do tu đắc? Vì thường ước niệm các thứ tiếng, ấy gọi là thiên nhĩ thông. Thế nào là biết túc mạng thông? Thường ước niệm việc của mình trải qua ngày tháng năm, đến lúc ở trong thai, cho đến trong đời quá khứ, một đời, mười đời, trăm đời, ngàn vạn ức đời, cho đến bậc đại A-la-hán, Bích Chi Phật, biết tám đại vạn kiếp, các đại Bồ Tát và Phật biết vô lượng kiếp, ấy gọi là thần thông biết túc mạng. Thế nào là thần thông biết tha tâm? Biết tha tâm hoặc có ô cấu hoặc không ô cấu, khi tự quán tâm sanh trụ diệt thường ước niệm, cho nên được tha tâm thông. Lại nữa, quán tướng mừng, tướng giận, tướng sợ, tướng hãi của người khác, thấy tướng ấy rồi, vậy sao biết tâm? Ấy là cửa ban đầu của tha tâm trí, ấy là lược nói ngũ thông. Kinh nói ra ắt tín thọ, luật trời người giống Atula, vân vân, và tất cả đại nhân đều tín thọ lời kia, ấy là quả báo của bất ỷ ngữ. Các người bị quả báo ỷ ngữ, tuy có nói thực mà mọi người đều không tín thọ, như kệ nói: bị đọa trong ngạ quỷ, lửa cháy từ miệng ra, bốn hướng phát tiếng lớn là báo của lỗi miệng. Tuy có nhiều hiểu biết, thuyết pháp giữa đại chúng, vì nghiệp không thành tín, nên không ai tín thọ. Nếu muốn rộng đa văn, được mọi người tín thọ, cho nên hãy trí thành, không nên nói thêu dệt. Kinh không còn biếng nhác. Luận: biếng nhác phá hỏng tài lợi, phúc lợi của người tại gia, phá hỏng cái vui sanh thiên và vui niết bàn của người xuất gia. Tại gia xuất gia thanh danh đều diệt. Lỗi bốn dặm lớn không gì hơn biếng nhác. Như kệ nói: biếng nhác mấy thiện tâm, sĩ ám phá trí minh, diệu nguyện đều bị diệt, nghiệp lớn cũng đã mất. Vì vậy nên nói không còn biếng nhác. Kinh đã bỏ lợi dưỡng và tiếng tâm. Luận: sự lợi dưỡng ấy như giặc phá hoại gốc rễ công đức, ví như trời mưa đá làm tổn hại ngũ cốc. Lợi dưỡng tiếng tâm cũng như thế, phá hoại lúa công đức không tăng trưởng được. Như Phật nói ví dụ: thí như sợi dây bằng lông trói buộc người làm cho đứt da gãy xương. Người tham lợi dưỡng làm đứt mất gốc rễ công đức cũng là như thế. Như kệ nói: được vào rừng trên đàn mà chỉ nhặt lấy lá, đá vào núi bầy báu mà lại lấy thủy tinh. Có người vào Phật Pháp không cầu vui niết bàn, lại cầu lợi cúng dường, hạng ấy là tự dối. Thế nên đệ tử Phật muốn được vị cam lồ, hãy vứt bỏ tạp độc, cần cầu vui niết bàn. Ví như mưa đá dữ làm hư hại ngũ cốc, nếu đắm lợi cúng dường phá tàm quý đầu đà. Đời này mất thiện căn, đời sau đọa địa ngục, như đề bà đạt đa vì lợi dưỡng tự đọa. Vì thế nên nói đã bỏ lợi dưỡng và tiếng tâm. Kinh thuyết pháp mà không mong cầu. Luận:
Tâm đại từ thương xót vì chúng thuyết pháp không vì cơm áo tiếng tăm thế lực mà thuyết, mà vì đại từ bi, vì tâm thanh tịnh, vì điều vô sanh pháp nhẫn. Như kệ nói: đa văn biện tuệ nói năng hay, thuyết pháp êm đẹp chuyển lòng người, tự không như pháp hạnh bất chánh, thí như mây sấm mà không mưa. Bác học đa văn có trí tuệ, ngọng miệng vụng lời không khéo léo, không thể hiển bày tạng pháp bảo, thí như không sấm mà mưa nhỏ. Không rộng học vấn không trí tuệ, không thuyết pháp được không hành tốt, pháp sư tệ ấy không tàm quý, ví như mây ít không sớm mưa. Đa văn quảng trí nói năng hay, khéo nói các pháp chuyển lòng người, hành pháp tâm chánh không sợ sệt, như mây sớm lớn đổ mưa to. Đại tướng của pháp cầm gương pháp, chiếu sáng Phật pháp kho trí tuệ, chỉ tụng giảng rộng dung linh pháp, như thuyền giữa biển độ hết thảy, cũng như ông chúa nhóm các vị, thuyết như lời Phật theo ý Phật, giúp Phật sáng pháp độ chúng sanh. Pháp sư như thế thật khó gặp. Kinh: qua đến bờ thậm thâm pháp nhẫn. Luận: thế nào là pháp thậm thâm? 12 nhân duyên ấy, ấy là pháp thậm thâm. Như Phật bảo A Nan, pháp 12 nhân duyên ấy rất sâu, khó hiểu, khó biết. Lại nữa, đề hẳn 62 lưới tà kiến do nương đời quá khứ vị lai phát sanh, ấy là pháp thậm thâm. Như Phật bảo Tỳ kheo, kẻ phàm phu vô văn, nếu muốn tán thán Phật, điều họ tán thán rất ít, đó là hoặc tán thán về giới thanh tịnh, hoặc tán thán sự xa lìa các dục. Nếu tán thán được pháp thậm thâm khó hiểu khó biết ấy mới thật là tán thán Phật. Điều này trong kinh Phạm Võng có nói rộng. Lại nữa, bằng một giải thoát ấy gọi là pháp thậm thâm, như trong kinh Phật thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, hàng chư thiên tán thán rằng: Thế Tôn, pháp ấy thậm thâm. Phật nói: pháp thậm thâm chính không là nghĩa ấy, Bồ Tát vô tướng là nghĩa ấy. Lại nữa, hiểu rõ tướng hết thảy pháp là chân thật, không thể phá, không thể động, ấy là pháp thậm thâm. Lại nữa, trừ tâm tưởng trí lực bên trong mà chỉ định tâm trú ở trong thật tướng thanh tịnh của các pháp, ví như khi khí nóng hương thịnh chẳng phải màu vàng mà thấy màu vàng, đó là do tâm tưởng trí lực đối với các pháp thấy thay đổi, ấy là pháp nông cạn. Ví như người có mắt thanh tịnh, khi không có khí nóng thì đúng như thực thấy màu vàng là màu vàng. Cũng vậy, trừ tâm tưởng trí lực ở bên trong được tuệ nhãn thanh tịnh, thấy Phật tướng của các pháp cũng như thủy tinh thật để vào nơi vật có màu vàng, thì tùy theo đó mà thành màu vàng, màu xanh, đỏ, trắng đều tùy theo mà biến đổi. Tâm cũng như thế, hạng phàm phu do tâm tưởng trí lực bên trong mà thấy các pháp với dị tướng. Quán thật tướng của các pháp là phi không, phi bất không, bất hữu, phi bất hữu. Trong pháp ấy thâm nhập không lay chuyển, không ngăn ngại, ấy gọi là qua đến bờ thậm thâm pháp nhẫn. Qua đến nghĩa là được thậm thâm pháp, được đầy đủ không ngăn ngại, được qua bờ bên kia, ấy gọi là qua đến bờ độ. Kinh: được sức vô ý. Luận: các Bồ Tát thành tựu bốn lực vô sở ý. Hỏi: như Bồ Tát, việc phải làm chưa làm xong, chưa được nhất thiết trí, vì sao nói là được bốn vô sở ý? Đáp: vô sở ý có hai thứ, Bồ Tát vô sở ý và Phật vô sở ý. Các Bồ Tát ấy tuy chưa được Phật vô sở ý nhưng được Bồ Tát vô sở ý, cho nên gọi là được vô sở ý. Hỏi: những gì là bốn vô sở ý của Bồ Tát? Đáp: một, do giữ gìn được tất cả pháp đã được nghe, do được các đà la ni, do thường ước niệm không quên nên ở trong chúng thuyết pháp mà không sợ sệt. Hai, do biết nhân duyên ý dục giải thoát của hết thảy chúng sinh, lợi căn độn căn, rồi tùy theo chỗ thích hợp mà thuyết pháp, nên Bồ Tát ở giữa đại chúng thuyết mà không sợ sệt. Ba, không thấy có ai từ phương đông nam tây bắc bốn góc trên dưới đến nạn vấn, làm cho ta không thể đúng như pháp mà giải đáp. Vì không thấy một chút ít tướng như vậy nên ở giữa đại chúng thuyết pháp mà không sợ sệt. Bốn, hết thảy chúng sanh lắng nghe lãnh thọ hay vấn nạn, tùy ý đúng như pháp mà giải đáp, kéo đoạn trừ mối nghi cho hết thảy chúng sanh, nên Bồ Tát ở giữa đại chúng thuyết pháp mà không sợ sệt. Kinh: vượt qua các ma sự. Luận: ma có bốn thứ: một, phiền não ma; hai, ấm ma; ba, tử ma; bốn, tha hóa tự tại thiên tử ma. Các Bồ Tát ấy do được Bồ Tát đạo nên phá phiền não ma, do được pháp tánh thân nên phá ấm ma, do được đạo
đều phát tánh thân nên phá tử ma, do thường nhất tâm, do tâm không dính một nơi nào, do vào bất động tam muội nên phá tha hóa tự tại thiên tử ma. Vì thế nên nói vượt qua các ma sự. Lại nữa, trong phẩm giác ma của kinh Bát Nhã ấy, Phật tự nói đến ma nghiệp ma sự. Ma nghiệp ma sự ấy đều đã vượt qua nên gọi là đã vượt qua ma sự.